khơi dậy trực giác toán học, làm lu mờ cả nhà vô địch Olympic toán, khám phá ra những định lý chưa từng được loài người phát hiện. AI đang chính xác hóa cấu trúc plasma để tìm ra các cấu trúc hóa học mới, tự động thiết kế vật liệu mới, dự đoán cấu trúc protein, truy tìm đột biến gen gây chết người, mô phỏng đại phân tử 3D để phát hiện điểm yếu chí mạng của bệnh nan y, tăng tốc phát triển thuốc mới khi nhiều người vẫn xem ai chỉ là món đồ chơi thì nó đã thể hiện năng lực vượt trội hơn con người trong các lĩnh vực toán học vật lý hóa học và khoa học sự sống vậy ai có thể giúp chúng ta vượt qua giới hạn của nền văn minh khơi mào một cuộc cách mạng khoa học mới xung quanh câu hỏi này có vô vàn lời giới thiệu mơ hồ trên mạng nhưng đâu mới là sự thật trong video lần này, tôi đã nghiên cứu hàng chục bài báo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng bạn đào sâu chủ đề này và ta sẽ bắt đầu từ toán học. Việc AI tiến quân vào lĩnh vực toán học thực ra không còn mới mẻ. Ngay từ năm 2021, DeepMind, công ty con của Google, đã công bố một bài nghiên cứu, trong đó lần đầu tiên đưa bàn tay AI vào toán học. Trong bài báo này, DeepMind đề xuất một phương pháp giúp các nhà toán học khám phá trực giác toán học. Tuy nhiên, nhìn lại thì bài viết này cũng không quá gây chấn động vì họ chỉ đơn giản xem trực giác toán học như những mối liên hệ khó diễn đạt giữa các đối tượng khác nhau mà việc phát hiện các mối liên hệ ngầm giữa những thứ tưởng như chẳng liên quan lại chính là sở trường của AI. Ví dụ, bạn có hai đối tượng toán học X và Y, nhìn thì chẳng liên quan gì, nhưng sau khi huấn luyện, AI lại phát hiện rằng X có xác suất cao sẽ dẫn đến Y. Điều này cho thấy có thể giữa X và Y thực sự có mối quan quan hệ nào đó, từ ấy, bạn lần theo dấu vết, phân tích các tham số có trọng số cao, biết đâu sẽ tìm ra một quy luật toán học mới. Từ góc độ AI mà nói, bài báo này không có phát minh gì quá đột phá, nhưng nó mở ra một tư duy mới, kết nối giữa việc chứng minh toán học và trí tuệ nhân tạo, và rồi bài nghiên cứu tiếp theo đã thực sự đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh cho việc giải toán bằng AI. Tháng 12 năm 2023, DeepMind công bố một bài báo trên tạp chí Nature giới thiệu một mô hình AI mới mang tên Phân Sất, họ kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với một chương trình đánh giá nhằm giúp ai giải quyết những bài toán mà con người chưa thể giải nổi nói đơn giản họ sẽ huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn với dữ liệu liên quan đến các vấn đề toán học sau đó đưa ra một bài toán cụ thể để mô hình tìm lời giải các đáp án mà mô hình đưa ra sẽ được chuyển đến chương trình đánh giá chương trình này chấm điểm từng đáp án những lời giải có điểm số tốt sẽ được mã hóa lại thành bơ ra mới rồi gửi ngược lại cho mô hình ngôn ngữ để tiếp tục tìm kiếm những lời giải ngày càng tốt hơn đáng chú ý trong quá trình chọn lọc đáp án này họ áp dụng một cơ chế khả giống thuật toán di chuyển tức là để các lời giải cạnh tranh, chọn lọc tự nhiên nhằm sinh ra lời giải tốt nhất. Với cách làm này, họ đã giải được hai bài toán mà trước đây chưa từng có lời giải. Một là bài toán tập hợp mũ, thuộc loại trừu tượng, khó giải thích, nên ta tạm gác lại. Hai là bài toán đóng gói, đơn giản đến mức trẻ mẫu giáo cũng có thể hiểu. Vậy nên hãy cùng một xẻ bài toán này. Bài toán đóng gói, giả sử bạn có nhiều chiếc hộp có cùng kích thước, và rất nhiều món đồ với kích thước khác nhau, nhưng món đồ này sẽ xuất hiện từng cái một vấn đề là làm sao để đặt các món đồ này vào hộp, sao cho tận dụng tối đa không gian trong hộp. Bài toán này đã được con người nghiên cứu hàng chục năm, nhưng hầu hết các chiến lược đều cho hiệu của khá tệ. Hai chiến lược phổ biến nhất là, một lần đầu khớp, món đồ xuất hiện, thì bỏ ngay vào cái hộp đầu tiên còn đủ chỗ. Hai, khớp tốt nhất, chọn hộp còn đủ chỗ và có không gian dư thừa ít nhất, để bỏ món đồ vào. Phần sớt mô hình AI của DeepMind đã tìm ra một chiến lược hoàn toàn mới. Chỉ khi món đồ chuẩn bị được đặt vào hộp và hộp đó sắp đầy thì mới chọn best fit. Còn nếu không, AI chuyển món đồ sang một hộp mới, không cố nhồi nhét. Chiến lược này giúp tránh lãng phí không gian và kết quả là vượt trội so với tất cả các phương pháp cũ. Tất nhiên, vì đây là một bài toán cấp mẫu giáo nên thoạt nhìn sẽ chẳng có gì to tát. Nhưng trong thực tế sản xuất, các bài toán tối ưu như thế này xuất hiện ở khắp nơi, từ logistics, phân phối tài nguyên cho tới thiết kế vi mạch, phân xuất với cách tiếp cận chọn lọc kiểu tiến hóa đã thể hiện một năng lực sáng tạo vượt ra ngoài dữ liệu huấn luyện điều mà trước đây rất khó tưởng tượng với một cỗ máy tiếp theo chúng ta sẽ đến với vật lý năm 2021 các nhà khoa học đã sử dụng học tăng cường sâu để điều khiển plasma trong thiết bị nhiệt hạch thâu ca mạc một bước tiến lớn trong hành trình chinh phục năng lượng hạt nhân nếu bạn từng xem những video trước đây tôi làm về nhiệt hạch hẳn bạn còn nhớ muốn tạo ra phản ứng nhiệt hạch cần hội tụ hai điều kiện cơ bản nhất nhiệt độ đủ cao và áp suất đủ lớn ở nhiệt độ cực cao, các hạt nhân của nguyên tử diêm và tritium tiêm sẽ có năng lượng lớn dưới áp suất cao, mật độ hạt nhân tăng vọt trong không gian nhỏ hẹp, vô số hạt nhân chuyển động với tốc độ kinh hoàng và chỉ cần một cú va chạm lỡ tay, hai hạt nhân có thể tiến lại đủ gần để lực hạt nhân mạnh bắt đầu tác động. Khi điều đó xảy ra, hai hạt nhân bị nén lại thành một. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra, một phần năng lượng liên kết bên trong hạt nhân sẽ được giải phóng dưới dạng năng lượng khổng lồ, đó chính là nhiệt hạch. Bạn thấy đấy, nhiệt độ cao và áp suất lớn là điều kiện tiên quyết để phản ứng xảy ra, nhưng để duy trì được chúng, lại cần tiêu tốn một lượng năng lượng cực lớn, chẳng lẽ chúng ta cứ phải bơm năng lượng từ bên ngoài mãi sao? Rõ ràng là không khả thi, vậy giải pháp là gì? Tận dụng chính năng lượng sinh ra từ nhiệt hạch để duy trì nhiệt hạch, khi đó, hệ thống trở nên tự cung tự cấp, một phản ứng đủ lớn đủ bền, sẽ tự nuôi chính nó. Giống như bạn đã trở thành một nhiệt hạch trưởng thành, ta đến lúc tự biết đốt chính mình để sống, đó gọi là tự duy trì phản ứng, hay còn gọi là điểm bùng cháy, còn mốc tối quan trọng trong hành trình làm chủ năng lượng hạt nhân. Nhưng, bật lửa không hề dễ, cho đến nay, con người vẫn chưa thể đạt tới ignition, vấn đề lớn nhất năng lượng thất thoát quá nhanh, chúng ta rất khó giữ được năng lượng trong một thể tích giới hạn đủ lâu để duy trì đốt cháy, giống như cố châm diên trong một cơn gió lớn, năng lượng bị cuốn trôi trước khi kịp bén lửa. Vì vậy, ba yếu tố quan trọng nhất để đặt ignition là nhiệt độ cao, mật độ hạt nhân lớn, thời gian giam giữ năng lượng đủ dài, ba yếu tố này kết hợp lại thành cái gọi là tam tích. Nếu đạt giá trị ngưỡng, nhiệt hạch có thể được kiểm soát. Một khi đã thực hiện được quá trình đánh lửa, thử thách tiếp theo chính là khả năng kiểm soát plasma, phản ứng nhiệt hạch từ trường diễn ra trong môi trường plasma. Bản thân plasma chính là nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch, giống như củi với lửa. Nếu bạn từng đốt củi sẽ biết, khi củi được xếp đúng cách, ngọn lửa sẽ cháy càng lúc càng mạnh. Hình dạng của plasma cũng ảnh hưởng đến thời gian giam giữ năng lượng cấu hình tốt sẽ giúp việc đánh lửa phản ứng nhiệt hạch dễ dàng hơn. Đồng thời, nếu nhiên liệu bị phân tán, phản ứng nhiệt hạch đương nhiên sẽ chấm dứt. Plasma nhiệt độ cao là thứ cực kỳ khó kiểm soát. Kỷ lục hiện tại về thời gian kiểm soát plasma thuộc về Trung Quốc với 17 phút liên tục. Tuy nhiên, do hiểu biết lý thuyết còn hạn chế, rất khó dùng công thức toán học để mô tả chính xác hành vi của plasma, đa phần chỉ có thể ước lượng gần đúng và phải thử đi thử lại trong thực nghiệm, rất tốn thời gian. Như nhà vật lý Nibo từng đùa, gặp chuyện nan giải không rõ cơ chế lượng tử thì gọi AI, thật vậy, trí tuệ nhân tạo đặc biệt giỏi trong những tình huống cơ chế chưa rõ ràng, các nhà khoa học đã ứng dụng học tăng cường sâu để tiến thêm một bước lớn trong việc kiểm soát plasma cụ thể họ đã làm như thế nào. Quá trình được chia làm 3 bước. Bước 1, thiết lập mục tiêu điều khiển. Bước 2, sử dụng thuật toán học tăng cường sâu, kết hợp với trình mô phỏng thâu ca mạc, để AI tự học thông qua quá trình tương tác. Một chương trình đánh giá sẽ cung cấp các phản hồi cho AI dựa trên mục tiêu đã định, giúp nó học được cách điều khiển tốt nhất. Bước 3, mang chiến lược mà AI học được, áp dụng trực tiếp lên thiết bị thâu ca mạc thật và điều khiển plasma theo thời gian thực, dựa trên hình dạng và trạng thái của nó. Dưới sự huấn luyện này, AI đã nắm vững khả năng điều khiển plasma theo thời gian thực, thậm chí nó còn có thể tạo ra các hình dạng plasma chưa từng tồn tại trước đây, tùy theo yêu cầu. Tuy nhiên, bài báo này chỉ là phân nổi của tàng băng, nghiên cứu về việc ứng dụng AI để kiểm soát plasma vẫn đang âm thầm diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Tôi tin rằng các nhà khoa học trong lĩnh vực nhiệt hạch từ mọi quốc gia đều đang âm thầm sử dụng AI để đẩy nhanh tiến độ. Bạn tin vào tương lai của nhiệt hạch chứ? Tôi thì tin chắc đó là tương lai không thể đảo ngược. Tiếp theo, ta đến với một lĩnh vực không kém phần hấp dẫn, AI tạo ra vật liệu mới, đây luôn là bài toán trọng yếu của ngành hóa học. Vào tháng 10 năm 2023, nhóm DeepMind đã công bố một nghiên cứu gây chấn động, họ dùng AI phát hiện ra hơn 2,2 triệu cấu trúc hóa học mới, so sánh để bạn thấy rõ hơn. Trong hàng chục năm nghiên cứu của cả nhân loại, số lượng tinh thể vô cơ đã biết chỉ khoảng 20.000, một cú nhảy vượt 100 lần. Nhưng khoan đã, nếu bạn đọc kỹ bài báo này, bạn sẽ thấy con số 2,2 triệu có phần hơi lạc quan khi xét đến tiêu chí ổn định vật liệu, số lượng tinh thể khả thi thực tế chỉ còn khoảng 381.000 loại và quan trọng nhất, các vật liệu do AI dự đoán không có nghĩa là đã được tạo ra trong thực tế. Trước khi được tổng hợp thành công, chúng chỉ là ý tưởng trên giấy. Để biến các ý tưởng đó thành hiện thực, DeepMind còn phát triển thêm một dự án có tên a Lab, một nhà máy tổng hợp tự động hóa hoàn toàn. Trong a Lab AI đọc dữ liệu, khai thác thông tin từ các bài báo khoa học, nó tự học cách tổng hợp hóa chất, dựa trên ngữ nghĩa và kiến thức nhiệt động học, nó điều chỉnh công thức, dựa trên nguyên lý đầu tiên và hiệu ứng thực tế, và cuối cùng, chỉ đạo robot trong phòng thí nghiệm, thực hiện quá trình tổng hợp. Kết quả, trong 17 ngày, không còn sự can thiệp của con người, AI đã tổng hợp thành công 41 loại vật liệu mới trong số 58 mục tiêu. Dĩ nhiên, vẫn còn 17 vật liệu bị thất bại vì nhiều lý do kỹ thuật, nhưng ý nghĩa của đột phá này thì không thể phủ nhận có thể nói kỷ nguyên ai luyện đan sắp chính thức bắt đầu một điều thú vị là trong thử nghiệm của DeepMind, mô hình ai không sử dụng transformer mà dùng mạng neuron đổ thị điều này khiến giới nghiên cứu đặt câu hỏi nếu thay bằng transformer thì kết quả có còn ấn tượng hơn nữa không câu hỏi đó đưa ta đến một hướng khác nếu dùng GPT-3 để thiết kế vật liệu thì sao? Một nghiên cứu năm 2023 đã thử nghiệm điều đó. Phương pháp cực kỳ đơn giản, nghe qua cứ tưởng đang mơ mộng viển vông. Cụ thể, các nhà nghiên cứu dùng một bộ dữ liệu nhỏ để tinh chỉnh GPT-3, sau đó, họ dùng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu GPT thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thiết kế vật liệu phân loại, dự đoán tính chất, thậm chí là thiết kế ngược phân tử. Ví dụ, họ đưa cho GPT bài toán sau, hay thiết kế một phân tử có khả năng hoạt động như công tắc phân tử với bước sóng chuyển trạng thái ở 324 nm và 442 nm. Kết quả, GPT-3 tự đưa ra một cấu trúc phân tử mới, không có trong dữ liệu huấn luyện, không phải cấu trúc con người từng biết tới. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật, bởi vì các tác giả bài nghiên cứu đã đem kết quả thực nghiệm của họ so sánh với các mô hình học máy truyền thống đã được huấn luyện chuyên sâu và phát hiện rằng hiệu quả của GPT-3 gần như tương đương. Điều này cho thấy tiềm năng sáng tạo của các mô hình ngôn ngữ lớn có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Cuối cùng, hãy cùng nhìn sang lĩnh vực khoa học sự sống, nhắc đến thành tựu của AI trong ngành này, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến cái tên quen thuộc, Enfofo 2, năm 2016. 2021, Enfafo 2, một mình phá giải bài toán dự đoán cấu trúc protein một trong những ngọn núi bất khả xâm phạm của sinh học hiện đại. Chúng ta đều biết, DNA chứa toàn bộ thông tin sự sống, nhưng nếu con người đã giải mã được toàn bộ chuỗi DNA, tại sao chúng ta vẫn chưa hiểu hết bí ẩn của sự sống? Vấn đề nằm ở Pozotin, thông tin từ DNA được chuyển thành RNA và RNA sẽ chỉ đạo quá trình sản xuất protein Mà Pozotin là gì? Về bản chất, đó là chuỗi dài các axit amin, hơn 20 loại axit amin khác nhau, liên kết với nhau thành một dây dài, nhưng sau khi được tạo ra, chuỗi này không nằm yên, nó sẽ tự xoắn, tự gập, tự cuộn lại thành những hình dạng ba chiều phức tạp, quá trình này gọi là sự gập nếp pozotin. Tại sao hình dạng này lại quan trọng? Bởi vì, pozotin có thể là vật liệu cấu tạo cơ thể, như gạch xây nhà, pozotin cũng có thể là enzyme, xúc tác mọi phản ứng sống trong cơ thể, trong cả hai vai trò đó, hình dạng chính là yếu tố quyết định chức năng, nói cách khác mọi hoạt động sống đều liên quan đến việc các porzotin vừa khít hoặc không khít với nhau theo những hình dạng nhất định và nếu chúng ta biết được hình dạng của các porzotin thì có thể hiểu rõ cách cơ thể vận hành tìm ra nguyên nhân gây bệnh ở cấp độ gen thiết kế thuốc chính xác và thậm chí tái tạo sự sống từ con số không nghe có vẻ tuyệt vời nhưng dự đoán hình dạng porzotin từ chuỗi acid amin lại cực kỳ khó vì sao bởi vì cấu trúc phân tử điện tích tính kỵ nước, tương tác với các trợ lý gập nếp và hàng loạt yếu tố nhiệt động học khác, tất cả chúng phối hợp ảnh hưởng lẫn nhau theo những cách phức tạp đến mức hỗn loạn, không thể nào nhìn vào chuỗi axit amin mà đoán được hình dạng cuối cùng của pozotin. Thế con người làm thế nào? Chỉ còn một cách duy nhất, quan sát và ghi chép. Đầu tiên, dùng chuỗi DNA để xác định chuỗi axit amin của pozotin, sau đó, đưa pozotin vào kính hiển vi điện tử lạnh, quan sát từ mọi góc độ để thu được cấu trúc 3 chiều. Cuối cùng, lưu lại hình ảnh đó vào cơ sở dữ liệu. Sau 50 năm miệt mài, nhân loại đã giải mã được bao nhiêu pozotin? Khoảng 100.000 loại, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng hãy nhìn vào, tổng số pozotin đang tồn tại trên thế giới ước tính lên tới hàng tỷ. Với tốc độ hiện tại, loài người sẽ cần khoảng 1 triệu năm để hoàn thành nhiệm vụ này, một nhiệm vụ gần như bất khả thi cho đến khi AI xuất hiện. Phương pháp của Enfafo chính là dùng AI để tìm ra quy luật cấp nét của pozotin. Như đã nói, các yếu tố ảnh hưởng đến việc gặp pozotin quá nhiều, gần như không thể tính toán nổi vì thế nếu chúng ta không thể suy diễn từ các nguyên lý vật lý cấp thấp thì tại sao không nâng cấp độ trừu tượng lên một bậc hãy tìm kiếm quy luật tổng hợp thể hiện ra từ tất cả các yếu tố phức tạp đó thay vì cố phân tích từng thành phần giống như việc chúng ta không thể dự đoán thời tiết bằng cách theo dõi từng phân tử không khí nhưng ta vẫn có thể dự báo dựa trên các yếu tố như áp suất nhiệt độ Độ ẩm, Enfafo cũng thế, họ cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa chuỗi axit amin và khoảng cách không gian giữa các phân tử trong Pozotin sau khi gấp nếp. Nếu bạn xem chuỗi axit amin như câu văn, thì khoảng cách không gian giữa các phân tử chính là ngữ pháp và hình dạng cuối cùng của Pozotin tương đương với ngữ nghĩa của câu nói và bạn nghĩ tới điều gì? Tất nhiên là công cụ hiểu ngữ nghĩa mạnh mẽ nhất hiện nay trên Nhưng có một vấn đề, một khoảng cách không gian luôn là quan hệ giữa hai điểm, nên chỉ dùng trên một chiều thì chưa đủ. Enfafo đã cải tiến trên để có thể hiểu được mối quan hệ hai chiều và từ đó sinh ra một mô hình mới mang tên Evoformer. Tiếp theo, họ sử dụng cơ sở dữ liệu Chin để tìm các đoạn chin đồng nguyên, tức là những đoạn chin có chung tổ tiên nhưng đã biến đổi trong quá trình tiến hóa để thực hiện những chức năng khác nhau bằng cách đặt các chim đầu nguyên cạnh nhau và so sánh sự khác biệt giữa các puzzle tương ứng, ta sẽ thấy rõ tác dụng cụ thể của từng đoạn chim. Giống như trong ngôn ngữ, so sánh các câu có cấu trúc hoặc ý nghĩa tương tự để hiểu rõ từng thành phần đóng vai trò gì, cách tiếp cận này được gọi là MSA, so khắp nhiều chuỗi đồng thời. Sau đó, họ đưa MSA và dữ liệu về khoảng cách không gian vào Evoformer, AI sử dụng cơ chế Attention để phát hiện ra mối quan hệ không gian phức tạp giữa các phần tử trong chuỗi. Kết quả, Enverfall đã có thể dự đoán cấu cấu trúc của gần như tất cả các pozotin với độ chính xác ở cấp độ nguyên tử. Tất nhiên, chỉ dự đoán được cấu trúc pozotin thì chưa đủ để giải mã sự sống. Nhưng bước đi này đã mở toàn cánh cửa cho khoa học sự sống tiến một bước dài chưa từng có. Vậy nên, DeepMind đã dõng dạc tuyên bố, chúng tôi đã giải bài toán 50 năm của nhân loại, đó không phải là khuê khoang mà là sự thật. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, hẳn bạn đã ít nhiều tiếp xúc với những mô hình và nền tảng mà tôi đề cập ở trên, sự trỗi dậy của AI trong khoa học không chỉ là xu hướng mà là cuộc cách mạng, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một góc nhìn mà có lẽ còn khá mới mẻ nhưng rất đáng để suy ngẫm, nên văn minh nhân loại có thể được chia thành 5 tầng và ở mỗi tầng, chúng ta đều phải đối mặt với một bài toán trung tâm, một cửa ải phải vượt qua. Cụ thể, 5 tầng đó lần lượt là giới vật chất, giới năng lượng, giới thông tin, giới tự thân và cuối cùng là giới thời không và theo góc nhìn này chúng ta đang sống đúng vào thời điểm chuyển giao giữa tầng năng lượng và tầng thông tin nói cách khác bài toán về năng lượng sắp được giải xong và bài toán thông tin mới là thử thách tiếp theo dấu hiệu rõ nhất là ở cấp độ năng lượng chúng ta đang tiến rất gần đến việc làm chủ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát một dạng hộp đen cuối cùng của tầng năng lượng nếu thành công vài thập kỷ tới năng lượng gần như sẽ không còn là rào cản phát triển của nhân loại nữa nhưng cũng từ đó một giới hạn mới sẽ lộ diện chính là khả năng xử lý thông tin từ việc mô phỏng sự tiến hóa trong thế giới lượng tử cho đến việc giải mã tận gốc cơ chế của cơ thể sống, càng ngày chúng ta càng phải đối mặt với những hệ thống siêu phức tạp, nơi mà năng lực xử lý thông tin của con người gần như đã chạm trần. Mô hình khoa học truyền thống, phân tích tuyến tính, suy diễn theo từng bước đang tỏ ra hụt hơi nếu muốn tiến lên tầng cao hơn trong bậc thang văn minh chúng ta buộc phải tìm một cách tiếp cận hoàn toàn mới và đó chính là lúc ai bước vào không còn là công cụ phụ trợ ai đang thay đổi căn bản cách con người tiếp cận khoa học một mô hình nghiên cứu mới đang hình thành nơi phương pháp newton kết hợp với phương pháp kết lở chúng ta thực sự đang đứng trước bình minh của một thời đại hoàn toàn khác Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri chi thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.